Ok, hôm lên em. Hôm nay thì vẫn là một con game mới. Vẫn là đi đập đá trong cây thôi. Đây. Game này có tên là Below the Throne. Bên dưới những cối đá. Hiện tại game này là mới ra mắt vào tầm đúng 1 tháng trước luôn. 1 tháng mà có hơn 200 đánh giá là game rất thành công nè. Đang đánh giá là cực kỳ tích cực nè. Hầu hết là 82% là đánh giá như thế. Cái phần trăm này không nó không hiển thị chính xác luôn nha, anh em đừng có tin vào nó. Thậm chí nhiều con game anh em là 100 người đánh giá toàn bộ là tích cực hết thì nó vẫn không phải là 100% đâu. Cái này nó có công thức tính riêng nên con số này nó đại diện gì thôi. Game này Early Access, cái thời gian mà ra mắt chính thức nó thì cũng khá là lâu. Hiện tại thì dev còn rất nhiều cái dự tính trong tương lai. Xem thử cái trailer. Game cũng cập nhật theo cái trào lưu mà có lễ hội Giáng sinh luôn rồi đó. Thì nó vẫn là con game pixel 2D góc nhìn trên xuống. Phong cách đồ họa nó là tương đối đơn giản như thế này thôi. Game này trông cũng khá là đơn giản đó. Dù Early Access giá bán khá là cao nhưng mà nó được rất nhiều đánh giá nha. Game này tôi nhớ đâu quanh quẩn là 20 đô á. Giá Việt Nam đồng của mình là khoảng 200k thôi. Nhưng mà giá gốc của nó là hơn 20 đô. Gần 20 đô đây. Thì tầm ngày mốt á. Ngày mốt là ngày 21 á. Là thế nào vô cái event mà Winter Sale thì nó sẽ giảm giá thôi. Anh em có thể chờ đến khi đó. Bây giờ coi thử cái trailer game. Trông có khá nhiều thứ rất là hay ho luôn nha. Ngoài cái yếu tố hành động thì nó còn thiên về cái khám phá, nhận nhiệm vụ như là một cái game hành động nhập vai luôn. Anh em nào thích cái dòng game pixel mà thể loại 2D nữa thì chắc hợp con này đó. Không biết nó có đánh vào yếu tố xây dựng không. Đây. Chúng ta không có building nha. Chỉ có đi đào và cào hầm ngục thì hành động thôi. Thậm chí có cả Gogulai nữa nè. Action Gogulai luôn. Google Live thì đó, Google Live thì cái cảnh anh em ăn hành sẽ rất rất là nhiều cho đến khi anh em đủ mạnh để vượt qua nó. Thậm chí mạnh đến mức nào thì đi nữa thì vẫn bị nhét hành vào mồm thôi. Early Access ngày 18 tháng 11 năm 2023. Có rất nhiều cái môi trường khác nhau luôn. Đá nè, nước nóng nè, dung nham nè, tím nham thạch gì đầy đủ hết. 25 môi trường để mình khám phá, cái này là điểm nhấn thôi, hiện tại thì chưa biết đâu. Đây, có rất nhiều giải thưởng đi kèm luôn. 2, 3, 4, game này rất thành công rồi, nên vô thử coi sao. Đây, đây, đây. Hình nền gì quy bu dưới ta. Đây, hình nền cái phòng này cho nó nhìn đơn giản bước mắt. Phiên bản này mới là alpha 0.3 thôi nha. Ui, không cần lớn quá đâu. Chỉ có 2 với 3 thôi hả? Rồi, ui nhỏ nhỏ thì mình dễ quan sát nó hơn. Hiện tại thì tôi nghĩ là chỉ có một ngôn ngữ tiếng Anh thôi, nên con game này chưa có cái này. Thì thường sau này mấy game mà thành công á, liên hệ họ nhé, liên hệ các nhà phát hành đó, họ contact lại thì họ sẽ hỗ trợ cho mình cái phần ngôn ngữ được rất nhiều luôn. Cái phần này cũng chưa có luôn, này cũng chưa luôn, cái tầm này cũng chưa luôn. Bây giờ mình có thể chỉnh là ba cái này là chính thôi. Thậm chí cái phần kia cũng chưa có gì nhiều. Nói chung là game này chỉ mới giai đoạn mà sơ khai rất nhiều luôn. Đây là phiên bản alpha thôi. Nhưng mà sao lại alpha ta? Bản này dev gửi key cho tôi là cũng tương đối đầy đủ lắm mà. Alpha nè.
Đúng rồi, phiên bản Alpha 0.3 này mới nhất. Thường vô ở giai đoạn Early Access rồi anh em không nên để chữ này đâu. Nút mạc kia của tôi thì nó hiện ra là beta. Beta testing. Đây, anh em có thể tham gia một số cộng đồng của dev nó nằm dưới này đấy. Lót 3. Tạo nhân vật hả? Đó, tóc tai này cho nó xì tin. Đây là thư sinh thứ 73 hả? Thôi, gì đây? Thôi, không cần gâu đâu. Mặc dù cái đặc điểm của người lùn á, luôn luôn là đánh vào yếu tố gâu nha. Đó, xanh từ đầu đến chân luôn. Trời, cái chữ gì mà xấu dữ vậy nào? Được. Yes. Đây, nhân vật chúng ta đây, xanh từ đầu đến chân luôn. Chúng ta có một cái gương tương tác bằng nút E. Trong quá trình khám phá thì mình có thể tương tác với cái vật thể bằng cách nhấn vào nó. Bây giờ hãy thử tương tác với NPC ở bên trái. Tương tự thì một vài vật thể có thể đi bị phá vỡ bằng cái vũ khí cận chiến nếu như mình có nó. Hello. Trời, chữ nhiều cái gì? Chào mừng đến cái dương chiều của những người lùn. Đây thường thì không sẽ chào đón những cái người chơi mới như mình. Gốc kỳ ở đây là dạng những newbie á, những người chơi mới như mình. Nhưng tôi có một nhiệm vụ muốn dành cho bạn. Thì tôi có kế hoạch gửi bạn đi khám phá cái hang động, vào cái hang động này. Chúng tôi có một thợ rèn cần được mà giải cứu. Thợ rèn đó đã mất tích, anh ấy được nhìn thấy lần cuối thì ở đây. Chúng tôi sẽ gửi một tín hiệu. Đây, chúng tôi cũng nhìn thấy một cái tín hiệu của con Cobot. Cobot là dạng như mấy con mà quỷ bự bự, hình như là cái đầu chó phải không ta? Nó là giống giống chó. Chó hay sói gì tôi không nhớ nữa. Hãy nghe này, bộ râu màu xanh. Nhân vật tôi chỉ có gâu. Cái nhiệm vụ đầu, cái mệnh lệnh đầu tiên á là mình phải đi khám phá và giúp đỡ cái thợ rèn ở dưới này. Nếu không có thợ rèn thì chúng tôi không thể chế tạo được bất cứ cái công cụ và áo giáp nào nhưng cần thiết để mà tiếp tục tuyển những cái người như mình đi vô cái hang động này tiếp. Bộ và nguyên cái thị trấn, nguyên cái dương triều của ông này chỉ có một ông thợ rèn á, hay là một tập thể. Nói về công cụ thì bạn có thể cần một cái vũ khí tuyệt vời trong cái trường hợp này. Bất cứ thứ gì mà dành cho một cái newbie như mình á, để hạ gục con cốc đảo đây. May mắn cho mình là ông này mua một cái ly súp. That's how to do. Organ line. Đây là ổng cho mình cái cây muỗng của cây súp, trời ơi. Chúng tôi, mặc dù nếu như bạn mất cái muỗng súp của tôi thì chúng tôi sẽ gửi một người khác xuống để tìm kiếm nó, chứ đéo tìm kiếm mình luôn. Con cốc này ổng coi mình là dạng như một cái nhiệm vụ cảm tử, là một đi không trở lại đó. Cái trang bị tốt nhất cho mình là cây muỗng súp, và không biết có phải ẩn ý không hay là cây muỗng thiệt luôn. Đây, được dễ dàng để gửi những người như bạn xuống bên dưới những hòn đá này lần đầu tiên. Chúc may mắn rồi tìm nó, và đừng có quên là giữ cái muỗng súp của tôi thiệt luôn kìa. Cái súp ná đâm 3, phép 2.5, tốc độ vẫy là 0.5, nóc pawn là 4. Khốn nạn, bắt mình làm cái nhiệm vụ đi mà gần như cảm tử mà cho mình cái muỗng súp. Mình có thể đào xuyên qua hầu hết cái bức tường bằng cách sử dụng, nhưng mà cần phải cái trang bị là cái phích tay trang bị này, tìm nó bằng cách đào xuyên ra những bức tường ở bên đó. Cái muỗng này thì chắc không có đào được đâu. Trời ơi, bao nhiêu người rồi. Mình mà vừa di chuyển vừa tấn công là không bị giảm tốc độ nha. Nên cứ farm chuột thoải mái. Chả vấn đề gì cả.
Rồi, tương tác bằng chuột trái hoặc là đứt đeo. Đây mình đã có một cây sản rồi. Ủa, sao mới nói hầu hết các bức tường để có thể đào được? Vậy là chỉ có những bức tường màu nâu như thế này thôi. Ủa đi ngang là cần tới hai ô nữa. Ở không một mà. Khoan, cây này thì đam nó có hai rồi, thua cây muỗng nữa. Ây da. Mày hả con? Nấm nào? Nấm này không đào được bằng cái gì cả. Rất nhiều nấm luôn. Trong phòng này có mấy con nữa rồi. Chìa khóa à? Chìa khóa này để trong mở cửa này à? À máu mình 74. Ôi còn nhiều. Kìa ông hơi gàng đây phải không? A u a. Cúp đi. Con quái vật bẩn thỉu, đừng có đến gần tao. Tao không muốn câu bóc để chạm vào bộ râu của mình. Đủ câu bóc chạm vào bộ râu thì người lùn, cái tộc người lùn trong mấy cái tiểu thuyết phim ảnh diễn tranh gì á, luôn luôn rất là tôn thờ cái bộ râu của mình nha. Sống chết vẫn là cái bộ râu. Thanh niên nào râu ít như tôi á thì không thể sinh tồn được trong cái thế giới này. Ô, đây là một cái người lùn khác à. Xin lỗi, tầm nhìn của tôi bị hạn chế rồi, đã không nghe cái mùi này trong rất nhiều năm rồi. Nó nhiều quá. Sao mừng đứng cách xa tôi vậy? Nó chui được các bạn. Lại là cái chuyện như bộ râu nữa rồi. Đây tôi hỏi gàng. Đây là ông này, ông sẽ là gàng cho mình một số cái trang bị nè. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi của cái nguyên liệu ở đây nữa. Của mà cái ọt là mấy cái dạng như quặng á. Đây, tôi có thể gấp cho bạn một vài thứ như là công cụ mới và áo giáp mới mà khi trở về nè, tỏi đừng đi nhé. Ủa đi không? Rồi chắc ông tự về được. Mình chỉ đào được mấy cái tường gỗ này thôi. Nó cho mình đi có nhiêu đây, phạm vi nhiêu đây à? Đi có tường ẩn, có đường ẩn nè. Đó, thiết kế map là phải thiết kế gì? Hết rồi, mình mới lụm được cái gì nữa ta? Mũ Viking. Ủa? À. Khoan, đeo làm sao? Còn cái gì nó lấy được không? Hết rồi, nó chỉ thiết kế một cái ẩn vậy thôi. Cũng được, có đường ẩn. Cái này cái đuốc ha. Mình cầm cái đuốc cùng lúc được không ta? Không, cái đuốc này là vũ khí luôn. Đây là một số cái quặng. Cái bia của con cobot đó, cái râu của nó. Đầu cobot gì mà máu mèo gì, tìm được ổng thế nào? Chả muốn súp với ông nè, lấy không? Bây giờ không muốn tiếp tục ăn súp này. Kêu mình đi ra cái cổng thôi. Đang trở về cái kinh đông. À, cái đây là cái dương chiều của mình. Cũng mà ngon phết nữa nha. Có ông già Noel nữa là có không? Có gái luôn nào. Chụp tấm hình lên. Góc này đi. Đi qua một tí nữa. Lên một tí nữa.
Cái này là à banh. Ủa sao cái nào cũng ngân hàng nhanh vậy? À cái ngân hàng đây. Nhìn tiền kìa trời, vậy mà nó trả công cho mình bằng cái muỗng súp này. Lũ độc ác, có quà Giáng sinh đó nè. Nó cho mình gì, thuốc nổ à? Cái này nó cho mình đá. Cái này cho mình hai viên gì á, không biết luôn. À, thiết. Thùng gác. Thùng gác tương tác từ nào? Đây ông thợ rèn đây đâu phải không? Đeo cái mặt nạ mỏ hàng nè, chai hàng đó. Đây là cứ sắp xếp theo thể loại rồi phân nhánh cho nó. À bên đây thể loại đây. Không có công cụ thì con thấy không có tài nguyên thì con thấy gấp được. Bây giờ bắt đầu với một vài cái đúc cơ bản thôi. Đúng rồi. Thì cái đúc này nó có mảnh gọi là than và một vài cái gỗ. Đúc thì có 8 cây rồi, không cần đâu. À, tin no này thì mình cái đen đen là gì đó? Than. Mát đi. Gấp. Mình có đang có cái cây là trời ơi cái cây phích đây của bắp nữa. Hai đam 2.5 feet. Nó cũng vậy à. Được cái nó tin thì tốc độ đào nó vẫn là 4, không khác gì mấy luôn. Chắc làm cái kiếm. 3 2 rưỡi 1 rưỡi 05 3 3 1 rưỡi 01. Cái muỗng súp này có khi ngon hơn cái kiếm á. Thôi không gấp đâu. Có gấp thì sẽ gấp tay dài. Speed cây này 2.2. Trung bình thì một giây nó đánh 2.5 đúng rồi đó. Vậy là speed càng cao càng tốt. Còn chỉ số grid này là cái gì? Mình coi mấy chỉ số này nó có ghi không? Ít này nó nghĩa là na ná như là gan. Cái này dạng như là cái ghế này dạng như là cái gì đó, cái tầm đánh á. Còn cái web ở dưới là cái phạm vi nó quơ quơ ra rộng hay không. Nóc bon là hiệu ứng đẩy lùi 3221455. Vậy thì cái muỗng này nó vẫn rất là bá đạo nha, không phải đồ cùi đâu. Cái này năm mà nó chậm hơn. Nói chung là mình phải có mấy cái quặng ngon hơn mới gấp được. Đây là phải có lên tới đồng nữa nè. Chứ bây giờ gấp thì chắc phải gấp cái nỏ thôi. Thôi chết rồi mất mũi tên này. Ờ, quên nữa, không có gấp trang bị nữa mà. À không, hiện tại chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cái này lo anh đúng rồi. Đây. Bên này thì vẫn là cái khu không hơi gàn với khu ăn nhậu thôi. Này chắc cái bếp. Giờ Noel hả? Có quà cho cháu không? Đến gần hơn nữa tôi có thể thấy bạn. Có rất nhiều mà cái người lùn mới khám phá nơi này.
Nhưng rất ít người đã có thể trở lại thôi. Hầu hết là đưa cho mỗi người muốn thì một đi không trở lại được phải rồi. 96 năm trước, người lùn tuổi thọ trong mấy cái nguyên tác thường là 300 đến 700 tuổi như vậy. 300 tuổi. Ngồi ngay cửa này chơi vậy thôi, chứ chả phải làm cái gì cả. Mình có thể nhận một vài nhiệm vụ từ cái ông này. Chúng tôi chấp nhận bạn đi xuống dưới lòng đất và thu nhập bất cứ thứ gì mà có thể hữu ích cho mình. Tuy nhiên thì cho đến khi mà mình cần phải hoàn thành một trong số cái nhiệm vụ đó thì mới được trở về đây. Còn nếu như không hoàn thành thì coi như là bế mạc cuộc đời ở dưới cái đáy xã hội đó luôn. Nói nhiều quá ông ơi, nhiệm vụ đâu? Lắp 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 đây. Đập 10 con dê thì sẽ được 30 tiền. Thu nhập 15 cái quặng màu xanh này. 7 cái quặng thiết. Lấy nhiệm vụ đánh nhau đi. Mình không thể nhận nhiều hơn cái số nhiệm vụ tối đa ở dưới này. À bây giờ mình nhận một cái thì được một phần thưởng thôi. Nhận 3 cái thì được 3 phần thưởng. Hiện tại nó chỉ có 3 nên chỉ nhận được 3. Có nên đổi cái này không ta? Thiết thiết 14 không cần. Con gì xanh lè nè, Goblin hả? Mày hù tao đấy. Thằng Goblin mà lại bảo thằng người lục hùng. Có hàng tấn cái trang bị quý hiếm ở đây. Shop cửa này mở mỗi ngày luôn. Nếu mình thích cái thứ gì thì có thể lại đây. Mình nhớ để mắt đến đó. Ok, bán cái gì? 1, 2, 2.5. Này vẫn 2.5, 1.7. 0.5. Bên 3. À, cái tin này thì nó sẽ đào mấy cái quặng thiết nhanh hơn. Còn cái này thì chả tác dụng gì cả. Ủa, cũng good for mining tin nè. Mình có cái nón này. Mình có tiền ở đâu ta? 100 tiền nè. Chắc mua thêm cái áo. Áo đâu? Áo đây. Trời, nhấp chuột cái là bắn mất mũi tên. Nãy giờ bắn 4 mũi tên này. Bảy, đây là chỉ số 7 kháng của mình. Nó không có phân biệt gì cả, chỉ là giáp thôi. Chicken Chicky. Ngay đây. Một nhà thám hiểm đây. Nhiều người cược gần mình sẽ không thấy quay trở về thôi trong cái nhiệm vụ đầu tiên. Mấy ông này đem cái mạng mình ra làm trò chơi tiêu khiển thiệt á. Sống như đây là trang bị thương nhân gì. Bên cạnh đó thì có rất nhiều người không giới hạn độ giàu có khi mình đi vào cái hang động ở đâu. Ông nhà thám hiểm mà ông làm tiền ghê thế. Thôi lắp nó nhiều quá. Ông muốn cái gì? Chỉ là nói chuyện vậy thôi à. Ông này sẽ cung cấp cho mình một số kiến thức đây. Trời chị đẹp. Đây. Nữ tộc heo nè. Tay dài rất là nhọn luôn nha. Em này vừa nhầm lẫn một cái nấm để tạo lô thuốc dành cho mình vậy đó. Này là dược sư. Thì giống game mà dược sư hồi bữa tôi chơi đó. Em này có thể chế thuốc cho mình. Rất là nhiều loại thuốc luôn. Mấy cái thuốc này thì cái gì? A bình cộng B bình phương bằng góc. Cái này là lọ đào vặn thôi. Mình phải có cái lọ hút gỗng nữa. Này lọ máu. Nói chung là phải đi một lần nữa thì mới có đủ tài nguyên vật liệu như thế này. Ông này nhìn thấy là sặc mùi giàu có luôn nè. Cậu có thấy là tôi đang có công chuyện rất là quan trọng đang làm tại đây không? Cậu cần cái gì?
Mày là một trong những thằng lính mới à? Well, nếu dạy một vài điều, lính mới thì phải chắc. Hôm này thì một là cho mình tiền, một là nhiệm vụ gì thôi. À, banh lót là 100 tiền, 100 tiền. Để mở thêm 9 ô hả? 9 ô trong cái kho đồ hay là cái kho nhà băng hả? À, gửi đồ vô thôi. Những cái 6 cái cầu tiết là cái gì? Ủa, cái này có bức tường này. Như là đi thôi, nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ là coi đâu vậy, chỉ gì vậy, chưa, ủa nhiệm vụ đâu, vô game thì chắc nó sẽ hiện ở đâu đây hoặc là bên đây thôi, trái phải thôi, đây 10 con dơi, 7 con mai nhỏ, 7 con mai lớn. Khám phá và tìm những cái thôi, hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ ở góc trái bên trên. Lính mới nơi, ai cũng nghĩ mình là lính mới hết trơn. Mày là ông của bạn là người đã cứu cái thợ rèn đúng không? Đó là người anh trai của tôi, em trai của tôi. Thật xấu hổ khi bị bắt bởi với lũ cơ lớp này. Anh ấy cần một newbie để giải cứu cái bộ râu của mình. Phích phích chơi chữ gì quá, hèn gì con game này nó chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh thôi, tại vì nhiều cái câu trong đây dịch ra mà mấy ngôn ngữ khác thì nó sẽ dở đi rất nhiều luôn. Ủa mấy cái nấm này sao hái được mà hồi nãy mình không hái ta, tôi chết rồi, phí. Đi có gì trong tường nữa. Cái này dưới bức tường này sáng đây à? À mấy cái quặng nè. Sao mà kẹt tường dưới ta? Vô đường được nào? Mấy con này máu trâu phết á. À cái ống xanh dưới chân nó là chỉ số máu. Mình có thể đi qua bên đây được. Để đi đến đây coi có cái gì không. Cũng có thể đi xuống dưới luôn. Tính ra cái muỗng này cũng bá cháy phết đó chứ. Này thì trái thanh long. Lần đầu tiên trong hang động có trái thanh long. Mình mất máu hơi bị nhiều đó, nhưng mà không sao. Mấy con khô lâu này nó còn thua trái thanh long á. Kìa mấy con xà lam kìa. Đi, nó nhanh quá vậy. Mấy con này là mới hệ nhỏ thôi đó nha. Dơi nữa nè.
Nhìn gì? Chơi hôi đồng á, chơi hôi đồng á, anh chấp hết. Wick giết người bằng cái bút chì, nhưng anh chỉ cần một cái cây muỗng này thôi. Này thì mấy trái thanh long. Lần đầu tiên trong lòng đất có trái thanh long á. Có rất nhiều lắm luôn. Ủa cái gì đây? Nó chỉ mũi tên hướng đông bắc hả? Một cái chìa khóa. Bảy mươi hai máu, 75 máu. Bản đồ nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ nó chỉ qua hướng đông bắc. Cái gì? 16 máu. Làm cái nửa cây luôn rồi. Trời, đào hang động mà nó có khi nó bị sập nữa. Thay đổi cấu trúc nè. Vậy là mình thấy nó sẽ là phát sáng trong cái mà mấy cái chỗ phát sáng này và mấy cái quặng. Cái mũ này nó cũng là bốn thủ thôi. Cái chìa khóa ngửi thấy mùi nấm. Potato để hồi máu. Nấm thì nhiều lắm nên mình ăn nấm thôi. Cái gì có chữ ít là cái gì? Là cái vũ khí của mình chưa có đào được. Cái đó chắc là bạc quá. Chứ nãy giờ mình đào thiết nhẹ nhàng mà. Dạ. Sao đi hoài chả thấy cái gì trên vậy?
Rồi mấy cái đen này là than thôi. Mấy cái trắng đó là cái gì ta? Đó, thiết đó. Vì nãy biết dị chế cái cây mà đào thiết rồi, có khi nó đào được mấy cái quặng khác. Ý, hình như có bức tường đá rồi phải không? Hình như có bức tường đá nè. Rồi nó chỉ là đá thôi. Rồi 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 chạy 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 chạy. Kìa 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 kìa. Tôi thấy cái màu xanh của mà nhân loại rồi. Ủa sao tự nhiên hiện hai máu gì vậy? Ý da chứ nó đẻ ra mấy con nhỏ nữa, đặc tính của Salam mà con bự chết thì sẽ đẻ ra một bầy nhỏ. Xong được cái nhiệm vụ rồi. Cắm đuốc rồi nó ngàn nha. Con gì vậy? Con gì vậy? Trái đàn ông. Ăn nó mình sẽ đột phá biến dị phát sáng trong 4 giây, 40 giây á. Cũng được, cũng ngon. Có nấm thì hồi máu thoải mái rồi. Đông quá. Đi ra. Thôi sợ méo gì mất máu nè. Cứ con in vô lô đi. Ủa, mình bị dính độc hay gì cơ? Thank you.
Yeah, mày gì nó dơi, mày gì nó dơi còn ba con nữa. Chết là mất độn ta. Nên chắc là gom cái này xong rồi tí nữa về. Gì đây? Slam thì mình còn phải đánh mấy con trung bình này nữa. Ăn nấm đến một con xà lam nữa là đủ. Đây con cuối cùng đây, đánh nó ra nước luôn nè. Đến mấy con này nó không rớt đồ gì ta, rồi mình không biết có level không nữa. Ba trái thanh long, có sẵn cái đút này luôn của ai vậy ta? Chơi đáng thủ kênh. Tôi cảm giác trong này là có sặc mùi boss luôn đó. Một đống mũi tên, hai mũi tên à. Đang rơi đây. Rớt gì không? Sao con này nó trâu quá vậy? Game này ham đánh cũng chả ít lợi gì cả, có đánh dơi cần nè. Đến mấy con xà lam này nó không có rớt đồ. Bây giờ giết một con dơi nữa là mình về được rồi đó. Còn nói tới đây chắc về được rồi đó, chưa chết nữa.
Ôi giời, thôi thôi thôi, bye bye bye. Goodbye. Chúng ta đường ai nấy đi. Bây giờ đi về tội đổ là một một hết đó. Trời tính đâu mà bị động đất gì nữa chứ. Có cái nút nữa nè. Không đào được. Thôi về được rồi. Tọa độ 72-60 vậy. Điền cho anh nhé. Xuống. Rồi đi rượu trái đi ra. Rồi. Về nhà, chúng ta đã về nhà. Phía dưới này có cái gì nữa nào? Cái gì? Con gì á? Nhìn không rõ. Con gì như con đuông dừa á. Dạng 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 dạng. Ủa cái vỏ trò ông nội ơi. Rồi ba lô mình đầy hết giờ nó không lụm được nữa. Ủa than hồi nãy của mình. Rồi nó mát sẽ tắt có 64 thôi. Bây giờ mình dục cái gì ra, bây giờ không lẽ dục cái vỏ sò. Vui ba lô rồi về thôi. Về đường nào ta? Chỗ này là chỗ mình vô mà. À.
nhắn cái này là về rồi, công đi ngược về điểm ban đầu. Ấy cái gì vậy, binh nó theo à, FB gì? Trời ơi còn mấy giây nữa hả, 132 vàng, ngon ngon ngon, già thấy chưa, nhìn cái đống gương mình nè. Dạ, tiền bạc không thành vấn đề. Ủa? Nó cho cái méo gì? Nó cho ba cục bạc, trời ơi, bèo bọt. Đối xử với nhau vậy đó hả? Lên đồ anh ơi. Ở đâu ra mình có mấy cái đó gì ta, đây nè mấy miếng đồng nè, mình có thuốc nổ luôn. Mình đang có tới 64 tim lận, nên chắc trang bị cái gì đó. Mấy cái đồ này có bán được không ta? Ba, 2.2, 1.4, 0.5 là thua cái muỗng mình đó. Ủa nãy cái bàn tay hả? Bàn tay đây hả? Còn lại là hai cái trang sức. Cái nón này thì nó có thể chiếu được cái đèn luôn à. Được 32 mũi tên. Khá là phí quặng. Con quỷ này gấp làm gì vậy? Kệ nó làm cái chơi. Đi kiếm chấm nhanh hơn rất nhiều nha.
Rồi phép nó ba. Nói chung là chuyến đi đầu cũng thành công phết đó chứ. Ba lô nghe. Kìa ba cái gương của mình nè. Cái tím này mình chưa có. Cái này thì rất là khó. Mấy cái thuốc này uống vô nó hiệu quả bao nhiêu ta? Như cái loại này nè. Nó cần tới 25 bông lận. Cái này lại cần cái quặng nữa. Khó lắm. Con này nó trốn ở đây làm cái gì vậy ta? À, con này nó bán đồ khá là nhiều. Ba mươi hai gỗ mà có 10 đồng thì cũng khá là ngon á. Một gỗ 10 đồng, thôi chim cút. Tính đầu bán một gói gì hóa ra là số lượng là 32. Vào game tí xíu. Ok. Bây giờ để coi mình cần tối thiểu là bao nhiêu cái miếng đồng trước khi mình quay về là tốt nhất. Để làm được cái ghiều đồng ít nhất phải là 8 miếng. Một cái trang bị vũ khí đồng là khoảng 4 miếng nữa đi. 8 với 4 là 12. Một số cái trang bị nữa. Ừ, cái này chỉ cần xương thôi. Nó không hơn bao nhiêu cả. Cái áo mình có cái áo ba rồi, nó chỉ lên một tủ là chính. Mười tám đồng á, thôi làm cái găng tay còn hơn. Đồng là tỷ lệ một một, như khoảng mười mấy đồng là được. Nãy làm thiết nhiều quá à. Ủa,
Làm thiết nó lại mất than. Ủa quên nhận nhiệm vụ. Cái này thì không biết kiếm đâu ra, nên chắc là đấm xào mai thôi. Cái này dễ nè. Cái này dễ nè. Gán hái nhiều nhiều nấm mới được. Mỗi cái nấm là tăng 5 máu. Vậy nếu như cái bình thuốc hồi nhiều hơn tí thì ngon. Mình nhiệm vụ lụm 50 cái bông phát sáng rồi đó nè. Nó lướt đi sao phết đó chứ. Bị nó chạm vô một cái nữa thiệt. Nó kẹt trên tường rồi. Mười lăm cái hả? Mới tám cái. Chín. Mười. Mất máu kiểu này khó chịu nha. Có cái đinh gần ở đó. Ok. 12 rồi. Tôi mới thấy mà một đống cái than đá đâu ta. Đi ra. Đi ra. Đau quá không được rồi. Đánh cẩn thận mới được.
Nếu không đào được cái quặng này đó. Còn than đá mà. Cái kiếm này không có hiệu ứng nóc bon hàng gì, nó lao vô mình thoải mái quá. Trời ơi, thua như muốn này. Hồi 35 máu à. Rồi nó cho mình cây rìu hả? Năm, đi trang luôn. Cho gì cũng cho cây rìu. Hai mũi tên. À, cây rìu ném. Đó, sao làm bự đây. Vừa kích bức tượng rồi.
Vậy hướng đông bắc sẽ giống cái map nãy quá vậy. Nó thiên về hướng đông nhiều hơn. Đông đông bắc đúng không? Ok. Than này rất là cần thiết nha, tại cái quái gì nó cũng cần than hết. Con nào bự hơn không? Còn mấy con nhỏ nhỏ như nào? Nhiệm vụ lần này của mình khá đơn giản nên đi giết mấy con nhỏ nhỏ này được rồi. Mà không thấy miếng quan đồng rồi luôn ta. Kìa 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 kìa, có cái gì vàng vàng bên trái kìa, phải động không? Đợi là mấy cái vỏ sò. Làm sao để tìm được đồng ta? Không lẽ phải đi sâu hơn? Trong này nó sáng kinh quá. Toàn là than với thiết thôi.
chả có quá gì luôn. Rồi đi tiếp thôi. Phải đi xa thiệt xa rồi mới có mà vận động rồi, chứ giờ mình đi trong phạm vi này thì ít lắm. Không đào được. Quặng xịn thì nó không cho đào, mà quặng cần thiết thì lại chả thấy. Còn có 5 lót đồ nữa thôi, có gì giục cây diều ra thì còn 4 lót. Bốn con rồi, còn hai con nó về đây.
vẫn chẳng có động. Kìa, vậy là phải đi tới bờ biển vậy. Đó, gom hết. Vô rồi anh em ơi, vô kho rồi. Không vào được. Ở trên nó có cái gì kìa, trên nó có một bãi nữa kìa. Rồi chị ơi, không nên tham lam. Mình có gọi luôn ở đây được không ta? Để đi gần gần nhà hả gọi. À không, ở đâu cũng được hết. Hình như con nhện đó là con mới không? Mày hả nhện? Bye bye. Ngon lành, ba nhiệm vụ thành công. 200 vàng. Bây giờ bạn có 225 vàng. Khui quá. Được 3 miếng bạc. Nên được đồ đồng. Cái kiếm đồng luôn không? Phép 1.7, phép 2.5, phép 1.9, tức là chậm hơn đó hả?
Ủa? Cái này nó có không có xếp đồ hết ta, không có auto sort đi, mình phải nhớ vị trí ở đâu để vô ngay đó. Sao mũi tên mình nhiều gì nữa ta? Mấy cái này chắc chụp hết. Không biết mình chết thì đồ nó có mất không? Nên để lại cây đi. Này cũng gì luôn. Này dừng gây rồi. Đóng bia thế này. Nhậu không? Nhậu không ơi. Cái nón 50 xương lên được một thủ cũng được. Cái cầu vai mình còn bây giờ là 23 đồng. 23 đồng mình có thể gấp cái này 17 đồng. Tại vì đồng mình đâu có xài gì nữa đâu. Lấy không cho ông luôn nè.
bên đây nó không tính đồ trong kho ta. Nhưng mà gáp gì mà mắc như vậy? Rồi, game này thì nhắc chơi tới đây thôi. Galley Upset thì tôi nghĩ nó chỉ là đi farm nâng đồ thôi, cũng chưa có gì nhiều luôn. Quên đi quấn lại thì chỉ có bao nhiêu thế. Thì mình đi vào vùng đất mới thì mình sẽ tìm được mấy cái trang thiết bị mới. Hiện tại của tôi lên 12 thủ là cũng khá là ngon nè. Cái áo giáp thì có thể lên một thủ là 13. Còn trang sức thì ông này ông không có chế. Bây giờ thì cứ lên tới mà đồ sắt này thôi. Lên tới đồ sắt mới tới đồ bạc. Bạc thì mình đi 3-4 cái quét nữa thì có thể mình đủ bạc. Nhưng mà cực lắm. Về sao bạc là hơi bị thiếu nha. Áo mình đang là 3 thủ. Chỉ số này nó chỉ lên chút xíu thôi nên không có quan trọng mấy. Này mình có con gái nè. Đã 11 rất là ngon đó. Nên mình chỉ cần là 6 miếng sắt nữa là mình có thể chế được cái này. Đã 11 nó bên 8. Vậy sao mà vũ khí có người xịn sò nha. Nó là cái quặng tinh sinh này là cái quặng gì đó công xê nó là mình có hai cái nên gì nè, không có cái nào luôn, hai cái mới gấp được. Vậy cái quặng tím tím nãy mình đem về là cái gì? Này là cái quái gì đây? Thuốc nổ tí đem theo thử coi. Có shotgun power ở đây nữa. Này có thuốc súng nữa nè. Rồi thôi, ngừng tới đây thôi. Đi chết rồi. Thằng này nó chỉ có mua, nó có bán không ta? Có luôn nè. Không động luôn. Rồi thôi, đừng tới đây. Để tôi coi cái nhiệm vụ này, lần sau mình vô game lại thì nó có đổi nhiệm vụ không. Cái nhiệm vụ này khá là đơn giản, có thể chọn ba cái mắc tiền nhất luôn. Cái này thực ra đơn giản hơn là đánh 10 con này nữa. Nhưng mà mình đánh 9 con bự thì đương nhiên là có 10 con nhỏ giống mày. Rồi thôi, bye bye anh em, có thời gian chơi tiếp game này. Ngoài ra tôi có một key dư của game này đó, anh em nào muốn chơi đó thì tôi giúp quay cho. Chơi đây mới là phiên bản 0.3 alpha nữa nên nó rất là ít. Nó không có quýt tôi với top mà phải quýt ra đây cái nữa.